Cũng là lại câu hỏi cũ, rất nhiều người hỏi về chiếc chày 7 màu Luân Xa. Đây chia sẻ xuyên suốt rồi, những cái cây chày mà 7 màu Luân Xa như thế này. Chày dài gọi là chày cứng lớn của Tây Tạng và tác động vào những Luân Xa bên trong cơ thể vật lý. Còn tác động để bao trùm hết những người xung quanh, nghe rõ hơn và sóng âm nó đi vào sâu hơn trong cơ thể vật lý. Ta xuyên suốt chia sẻ những ai tham khảo thử qua sách báo thì hãy tìm hiểu thêm kiến thức để cho mình cảm nhận được nó chày lớn như thế nào, vì ở Việt Nam mình hiện nay trường phái của Nepal là phần lớn và kế tiếp là Ấn Độ. Lai thật may mắn tiếp nhận được trường phái Tây Tạng sớm hơn. Lai chia sẻ lại mọi người để ứng dụng chày lớn đạt hiệu quả trong bộ môn chuông xoay thật hiệu quả nhất, cao nhất. Để biết thêm về chày lớn là một cái câu chuyện dài, tạm thời chia sẻ để mọi người hiểu cách ứng dụng và công năng thì hãy đến phòng chuông của Lai để Lai chia sẻ thêm và Lai hướng dẫn mọi người cách ứng dụng chày vào chuông như thế nào cho ra âm vang và kết quả ra làm sao để mọi người đón nhận một cách tốt nhất và mọi người cảm thấy nó hiệu quả, nó rõ ràng hơn, để mọi người có cái góc nhìn sâu hơn để mình đón nhận những cái mới. Hãy để cái nghe ở bên ngoài, tìm hiểu ở bên trong và cảm nhận bằng đôi tai, cảm nhận bằng đôi mắt. Ứng dụng của trường phái Tây Tạng tốt như thế nào? Mọi người có thể qua Nepal tìm hiểu trường phái chuông xoay Tây Tạng thì mọi người sẽ hiểu rõ quả cái phương thức chày 7 màu Luân Xa sẽ ứng dụng ra làm sao để mọi người có cái cách nhìn mới rộng mở hơn. Cảm ơn mọi người lắng nghe Lai chia sẻ những chiếc chày 7 màu Luân Xa.